Đây là một cái video mang đến tin vui cho tất cả các anh chị em mà đã nghe cái tư vấn, nghe cái định hướng vài năm trước của Hiệp. Và ngày hôm nay thì cái điều đó đã trở thành hiện thực và chắc chắn cái tài sản anh chị đã mua rồi nó sẽ tăng giá trong khoảng thời gian sắp tới. Xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Trong video ngày hôm nay Hiệp sẽ chia sẻ một cái tin vui. Bởi vì chủ tịch tỉnh vừa mới ký một cái quyết định sáp nhập một thị trấn và hai xã vào trong thành phố Phan Thiết. Thì Hiệp sẽ đọc cái bài báo này để cho mọi người thấy là cái quyết định của anh chị trước đây nhiều năm trước rồi thì nó đúng. Và trước khi đi vào bài báo thì Hiệp phân tích sơ qua một chút xíu là tại sao có người thắng, có người thua, có người hiệu quả ở trong quá trình đầu tư còn có người chưa. Thì để mà hiệu quả nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố anh chị. Nhưng mà có một cái yếu tố ở trong này đó là kiến thức, kinh nghiệm và cái chiến lược của mình đúng. Thì cái bài báo thì nó hiện diện rồi, mọi người cứ an tâm Hiệp sẽ đọc. Nhưng mà nếu đọc cái bài báo thì anh chị sẽ không có thêm cái bài học, chưa có biết cái phương pháp rút ra kinh nghiệm, hoặc nó chưa có giúp anh chị tối ưu hóa cho những cái lần tiếp theo. Thì trước tiên Hiệp chia sẻ một cái chiến lược. Ở trong 49 chiến lược đầu tư bất động sản thì có một cái chiến lược là hãy đầu tư vào những cái địa điểm mà có thể thay đổi cái địa giới hành chính. Cái điều này Hiệp đã chia sẻ rất là nhiều ở trong một số cái video trước để anh chị có thể là tham khảo và đầu tư. Cái này nó cũng khá là dễ cho Hiệp công khai rất nhiều lần và chia sẻ để làm sao anh chị biết không? Không phải chỉ mua ở Phan Thiết đâu anh chị. Và đó là cái bài học nó đã hiện diện cách đây nhiều năm là ở thành phố Thủ Đức rồi và một số nơi khác. Khi mà nó thay đổi địa giới hành chính một cái là giá bất động sản nó lên. Chúng ta khóa lại cái biếng là nó lên như vậy nó có tạo ra giá trị hay không giá trị. Và Hiệp xin chia sẻ luôn các anh chị xem đó là khi chúng ta làm việc á, nó cứ đúng đạo đức, nó cứ đúng pháp luật và nó cứ theo thị trường là ok. Bởi vì chúng ta đang theo định hướng nền kinh tế thị trường mà, cho nên là cái gì mà thị trường nó có thể chấp nhận được nó diễn biến theo thị trường và mình không làm sai với bất kỳ người nào thì anh chị cứ làm một cách thoải mái. Thì thậm chí nhà nước khuyến khích cho chúng ta làm, bởi vì nếu mà chúng ta làm sai thì đã bị ngăn chặn, bị cấm rồi anh chị. Cho nên cái việc mà tạo ra cái giá trị hay không là tùy vào mỗi người. Nhưng Hiệp khẳng định công việc Hiệp làm hàng ngày là đang tạo ra giá trị. Bởi vì sao? Hiệp có rất là nhiều khách hàng, rất nhiều khán giả, rất nhiều anh chị em theo dõi kênh của Hiệp để có thêm kiến thức, có thêm kinh nghiệm, có thêm phương pháp để mua bất động sản nó hiệu quả. Thì rõ ràng Hiệp đang phục vụ cho nhóm đối tượng khách hàng của Hiệp một cách rất rõ nét. Anh chị có thấy phải vậy không ạ? Vậy thì Hiệp đang tạo ra giá trị cho những người có nhu cầu mua bất động sản để cho nó hiệu quả hơn nè, để cho nó an toàn hơn nè, để cho nó tối ưu hóa hơn cái nguồn lực của anh chị. Phải rõ ràng Hiệp đang tạo ra giá trị đối với anh chị. Còn đối với những anh chị mà không có nhu cầu mua đất thì nó không có giá trị là chuyện hiển nhiên rồi. Bởi vì nó không đúng cái nhu cầu anh chị. Thì chia sẻ gì để cho mọi người hiểu. Và nếu anh chị có nhu cầu mua đất thì hãy khuyến khích Hiệp và đội ngũ cộng sự bằng bấm follow, bấm subscribe kênh để nhận thêm được nhiều giá trị ha. Thì cái đầu tiên đó là Hiệp chia sẻ phần chiến lược. Cái thứ hai nữa là chia sẻ về cái tầm nhìn anh chị. Hiệp không khuyến khích cái chuyện đầu cơ lướt sóng, mà Hiệp khuyến khích anh chị là đầu tư một cách nó bền vững. Khi mà đầu tư thì chúng ta nên có cái tầm nhìn, chúng ta nên có một cái định hướng, chứ không phải là đầu tư 6 tháng hoặc thậm chí 1 năm rồi chúng ta mong muốn là có được 20, 30, 50% cái tiền lãi. Cái mong muốn đó nó không sai anh chị, nhưng mà nó mang lại cái rủi ro bởi vì nó quá ngắn hạn đi, thì đôi lúc nó chưa có tạo ra thực sự có nhiều giá trị. Đó là cái tư duy thứ hai. Cái tư duy thứ ba thì muốn chia sẻ với mọi người là khi chúng ta so sánh cái bất động sản ở Việt Nam với một số cái nước phát triển thì chúng ta không chính xác về cái phần so sánh này. Hiệp có rất là nhiều anh em từ những cái nước phát triển về, ví dụ là Anh, Phần Lan, Úc các kiểu về Việt Nam làm. Nhưng tại sao họ không lựa chọn những cái nước phát triển như vậy để họ đầu tư kinh doanh bất động sản anh chị? Bởi vì cái chính sách, cái phương pháp làm việc nó khác và cái biên độ của nó khác. Cái điều thứ hai nữa là ở Việt Nam là một cái đất nước đang phát triển, nói thẳng là cái hạ tầng nó còn nghèo, mọi thứ nó đang còn nghèo nàn, thì cái sự thay đổi nó có thể lớn. Và một trong những yếu tố thay đổi giá của bất động sản đó là thay đổi cái giá trị nội tại, hoặc là thay đổi con đường, hoặc thay đổi các cái tiện ích dịch vụ. Thì rõ ràng khi những cái nước như Việt Nam mình là cái cơ hội thay đổi những điều đó nó lớn. Anh chị mua một cái miếng đất to một vài ngàn mét vuông hoặc là một vài hecta, rồi bây giờ trước đây nó không có con đường, bây giờ nhà nước
phóng một con đường qua, và vốn đầu tư về hạ tầng đang rất là lớn anh chị, phóng một con đường băng qua đất của mình, thì rõ ràng á thì cái miếng đất trước đây nó không có mặt tiền, bây giờ nó thành cái mặt tiền rộng thênh thang, giá trị nó khác không anh chị, khả năng khai thác cái miếng đất này nó khác không, thì rõ ràng mọi thứ về cái miếng đất này nó thay đổi theo hướng tích cực thì cái giá có bất động sản nó lên. Tiếp tục cái câu chuyện bài học từ cái Thủ Đức thì chúng ta thấy là nếu mình không đầu tư thì nhà đầu tư khác họ cũng làm thôi anh chị, bởi vì đó là thị trường mở, đó là thị trường nói chung, thì mình không cản được những người khác làm, mình không cổ suý, nhưng thực tế là mình có làm hay không thì thị trường nó vẫn diễn biến như vậy, và cái này là hoàn toàn chính đáng. Nhu cầu kiếm tiền, nhu cầu làm giàu của mỗi người một cách chân chính là một cách chính đáng. Đó là Hiệp chia sẻ những cái lý do mà Hiệp vẫn luôn phục vụ cái tệp khách hàng của mình, vẫn giữ cái quan niệm là mình vẫn tạo giá trị, rất giá trị cho những khán giả, cho những khách hàng yêu quý và theo dõi kênh của Hiệp. Đó là cái phần, và Hiệp đã chia sẻ cái thông tin là Phan Thiết sẽ mở rộng và một số cái vùng lân cận sẽ sát nhập vào trong thành phố Phan Thiết nhiều năm trước rồi. Và Hiệp hướng dẫn anh chị là mua ở đâu, mua như thế nào và khoảng giá bao nhiêu, Hiệp hướng dẫn hết. Nhưng tất cả những cái điều này đâu phải là những khán giả xem kênh của Hiệp là mua của Hiệp không đâu. Và anh chị lấy cái đó làm tham chiếu và đã rất là nhiều người thành công. Thì một lần nữa Hiệp xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta hãy đi vào bài báo thử xem nó có cái gì. Thì cái này nó cũng không thực sự là quá mới, mà nó là một cái mà gọi là cái minh chứng về cái sự thành công và chính xác khi đầu tư các anh chị nha. Rồi cái bài báo viết là cái này trên VOV nha anh chị, là cái kênh rất là đáng tin cậy. Thì sát nhập một thị trấn và hai xã vào thành phố Phan Thiết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ triển khai dự án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030, đồng thời thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Phan Thiết. Cái bài báo này nó đăng cách đây một vài ngày rồi mà Hiệp bận công việc cho nên là Hiệp chưa làm ngay cho anh chị được, mà nó vẫn là cái tin vui ha anh chị ha. Cụ thể thành phố Phan Thiết sẽ sát nhập 3 phường là Lạc Đạo, Đức Thắng và Đức Nghĩa thành một phường. Cái việc sát nhập phường thì nó cũng không ảnh hưởng lắm về cái việc đầu tư của các anh chị đâu, nó chỉ ảnh hưởng về nhân sự thôi ha, thì Hiệp sẽ bỏ qua cái việc phường này nha. Và đồng thời điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên quy mô dân số của phường Phú Hài và xã Hàm Thắng thuộc huyện Hàm Thuận Bắc vào phường Thanh Hải, tức là phường Phú Hài và một phần của xã Hàm Thắng nó liền kề với phường Phú Hài anh chị, sẽ sát nhập vào phường Thanh Hải để các cái phường nó sẽ to lên. Rồi bây giờ Hiệp sẽ đọc cái phần chính nha. Đề án điều chỉnh đơn vị hành chính để mở rộng thành phố Phan Thiết và thành lập các phường thuộc thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận gồm có 3 đơn vị hành chính cấp huyện, 5 đơn vị hành chính cấp xã có liên quan, trong đó thị trấn Phú Long, xã Hàm Thắng của huyện Hàm Thuận Bắc và xã Hàm Mỹ của huyện Hàm Thuận Nam sẽ sát nhập vào thành phố Phan Thiết. Thì trong đó thị trấn Phú Long là sẽ được sát nhập vào thành phố Phan Thiết, và xã Hàm Thắng của huyện Hàm Thuận Bắc và xã Hàm Mỹ thì thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tức là Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam là hai huyện, nó hai đầu của thành phố Phan Thiết đó anh chị. Thì những cái vùng lân cận sẽ sát nhập vào thành phố Phan Thiết. Thì trước đây Hiệp đã chia sẻ những cái vị trí này rất là chi tiết rồi, nhưng mà sau này á, anh chị mà có đi ra Phan Thiết thời điểm này trở đi thì anh chị sẽ thấy là vẫn đang tiếp tục nhiều năm trước rồi và bây giờ vẫn đang tiếp tục là thay đổi rất là nhiều. Ví dụ anh chị để ý là những cái đường ống nước rất là to, đường ống nước rất là to, họ đang làm lại, đang làm mọi thứ ngày đêm lại, rồi đường xá được cán lại để cho nó phẳng phiu, vỉa hè gần như trong thành phố Phan Thiết là làm hết. Rất là nhiều hạng mục đang được làm ngày đêm luôn anh chị, mà mấy năm nay rồi và bây giờ vẫn đang tiếp tục. Thì Hiệp nhớ đâu đó khoảng ít nhất phải 3 năm trước rồi Hiệp đã làm, là có rất là nhiều cái gói để về làm thay đổi thành phố Phan Thiết và phục vụ cho việc mở rộng thành phố Phan Thiết. Thì lúc đó nó chưa có được triển khai anh chị, nó chưa được triển khai và mình chưa thấy hiện thực bằng mắt cho một số người là chưa cảm thụ được điều đó. Thì bây giờ nếu anh chị về Phan Thiết cách đây 3-4 năm rồi và bây giờ anh chị về lại để ý một chút xíu thì sẽ thấy là cơ sở hạ tầng đường xá nó khang trang, nó sạch đẹp, nó phẳng phiu hơn rất là nhiều. Vỉa hè được lót đá, lót đồ, mọi thứ nó rất là chỉnh chu anh chị, nó đã thay đổi khá là nhiều rồi. Và một số con đường ở ven cũng được phát triển. Và nếu anh chị xem đến đây rồi thì Hiệp bật mí thêm một chút xíu nha. Cái tỷ lệ đúng của cái thông tin này là cực kỳ cao. Hiệp không khẳng định được 100% bởi vì mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng Hiệp
chia sẻ bật mí thêm cái này. Đó là quốc lộ 28 sắp tới, khả năng nâng cấp cái quốc lộ này rất 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 cao luôn anh chị nhé. Quốc lộ 28 sẽ được khả năng nâng cấp rất là lớn. Vậy thì khi nâng cấp cái quốc lộ 28 lên thì anh chị sẽ đón được một cái lượng traffic rất là lớn từ Lâm Đồng, Bình Thuận đi Lâm Đồng, Phan Thiết đi Lâm Đồng và ngược lại. Và cái du lịch đó, nó sẽ tăng, lưu lượng người nó sẽ tăng. Và đặc biệt anh chị mà đi từ thành phố Hồ Chí Minh mà lên Đà Lạt á, thì bây giờ nhiều người lắm không đi cái đường cũ nữa, không đi qua đèo Bảo Lộc nữa, mà chuyển đi cao tốc ra đến Phan Thiết, ra đến quốc lộ 28, rồi lại rẽ lên trên Lâm Đồng, lên trên Đà Lạt. Thì đi Bảo Lộc cũng được, đi Đà Lạt cũng được, nó rất là thuận lợi anh chị. Nó nhanh, nó dễ hơn đi cái đường cũ rất là nhiều, mà nó lại an toàn hơn nữa. Cho nên đây là một cái mà mọi người nên xem xét, cân nhắc. Thì Hiệp chỉ là người cho thông tin thôi, còn cái việc mà mua đất ở đâu, mua như thế nào đó là còn tùy duyên và nó phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Thì anh chị có thể cân nhắc thêm cái vấn đề này nha. Rồi, ở đây thì Hiệp chỉ xoáy sâu chủ tịch ký quyết định là một cái thị trấn và hai cái xã vào trong cái thành phố Phan Thiết. Còn việc sáp nhập một số cái phường vào thì không ảnh hưởng gì lắm cho tới cái việc mình đầu tư, cho nên là Hiệp cũng không đọc. Thời gian thực hiện thì đã được ký rồi, thì còn tiếp theo nó thực hiện như thế nào là tùy. Nhưng Hiệp nhắc lại thì quá trình đầu tư của các anh chị á, thì có một số người thắng, có một số người thua. Nhưng tuy nhiên nếu mình còn có niềm tin, khi mà mình bổ sung thêm những cái phương pháp hoặc mình rút ra bài học liên tục thì Hiệp tin chắc là kiểu gì kiểu cái kết cục của mình cũng sẽ là thắng. Cái thứ hai nữa, nếu anh chị để ý một chút xíu trong cái quá trình làm hoặc là những cái doanh nghiệp lớn đó, thì những người mà làm một cách nó bền vững, nó sâu sát, nó không ăn sổi ở thì cái tỷ lệ thành công của họ và cái khả năng bền vững của doanh nghiệp của họ rất là cao. Còn cái việc mà ăn sổi ở thì nó sẽ ngắn, cái chu kỳ sống của cái doanh nghiệp nó sẽ ngắn. Đối với chúng ta đầu tư cũng vậy thôi anh chị, nếu mà mình đầu tư mà mình tính cái đường nó dài hạn á thì tỷ lệ rủi ro của mình nó rất là thấp, tỷ lệ thành công nó lại tăng lên. Thì tùy vào anh chị. Và nếu anh chị thấy cái video của Hiệp nó chia sẻ mà nó hữu ích, mang lại những thông tin giá trị cho anh chị, thì hãy khuyến khích Hiệp và đội ngũ cộng sự bằng bấm like, bấm đăng ký kênh và bấm luôn nút chuông ở bên cạnh, để mỗi khi Hiệp có những cái video như thế này, anh chị sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo từ cái video của Hiệp. Rồi, Hiệp sẽ kết thúc video này ở đây. Một lần nữa cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.